And remember, buy a house or sell a house through us and you'll get a trip. Như như tiền đi đem tới property với quý vị, chúng tôi có hai cái property, một property thì cái giá thì 239, hai phòng ngủ, một phòng tắm. Và cái property thứ nhì á, cái property thứ nhì đây là property đường Fleming, single family home, 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm, cái giá là 360 ngàn. Nếu quý vị mua và bán thì ở với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tặng quý vị một cái free trip Hawaii, Las Vegas và Cancun. Tini, the next one, would you like to share with us the California housing economy for today? Yeah, I have a brief information about the market and how the market has changed from 2010, 2011 and today. And in 2011, the market was reaching units of 520,940 in December, which was an increase of 3.3%, and virtually unchanged from December 2010. The highest level since 2011, and it's gone up by 1.1%. The annual sales existing at detached homes are at 860 units. The average sales price is 285,920, and that's from November, so that has dropped by 6.2% from December 2010. Thank you, Denise. Theo như cái bản báo cáo của chuyên viên của California, hỏi chuyên viên của California, thì trong California trong vòng cái năm 2011 á, thì cái số nhà bán ra là 520.940 nhà unit đã bán trong vòng tháng 12, tức là đã tăng increase lên tới 3.3% từ tháng 11, từ tháng 11 năm 2010. Sau đó thì cái level, cái highest bán level của nhà từ 2011 á, exit là tới 1.1% and you sell. Trung bình đó, cái số nhà, cái giá nhà là 497.860 trong CY, thì tức là đã tăng slightly, tăng là 1.8%. Thì sau đó thì các bạn anh xem có thể giới thiệu với quý vị là chương trình mới rất là hấp dẫn từ chính phủ Obama, gọi là HARP. Cảm ơn Dinh. Thì xem bữa nay được mang cho quý vị một cái great news, một cái tin mình mừng về chính phủ Obama đã thông qua cái chương trình này gọi là HARP, H-A-R-P 2.0. HARP đã có một thời gian lâu rồi, nhưng mà cái chương trình đó sự thật chưa có giúp được những gia đình mà về những vấn đề nhà cửa sụt giá. Nhưng mà cái chương trình mới này 2.0 á, là nó chủ yếu là tăng cường cho cái bộ phận mà nhà trị giá sụt tới không đầy. Giả sử là mình thiếu 400.000 căn nhà, nó sụt tới 400.000 hoặc là thấp hơn, cũng có một số gia đình vậy. Dầu cho gia đình đó đã có cái tiền lời cao hơn thị trường mà không có thể nào refinance, tại vì không có nhà băng nào chịu nhận cái refinance này, tại vì căn nhà nó không có equity, cho nên những gia đình đó đang trả payment cao nhưng mà không có đường, không có cách nào để giải quyết. Bây giờ cái chương trình mới này á là sẽ start từ tháng 3 19 tây, có nghĩa là tuần tới, sau khi quý vị coi xong cái chương trình này, thứ hai là sẽ thấy cái chương trình mới từ những nhà băng nó ra rồi. Chủ yếu cái chương trình này nó giúp cho những gia đình có hai điểm cơ bản là quý vị tự tìm hiểu ra có thể qualify không. Còn ngoài ra những cái chi tiết đương nhiên là luôn luôn lên gọi cho Sam để giúp dần sâu vô cái điều kiện của mọi người có phù hợp hay không. Hai điểm cơ bản là nhà của quý vị bắt buộc phải mua trước khi một tây tháng 6 2009. Nếu mà sau khi đó thì cái chương trình này không giúp được rồi. Cái điểm cơ bản thứ hai là cái loan bây giờ đang under Fannie Mae. Thì một số gia đình nói nghe Fannie Mae hoài, cái gì gọi là Fannie Mae, hoặc là làm sao mình biết cái loan của mình là Fannie Mae hay không? Rất là đơn giản, xem mang một cái website, sẽ trên màn hình sẽ hiện ra cái website này. Quý vị chỉ là cần vô trong đó
để cái địa chỉ, rồi những cái chi tiết của cá nhân personal information vô, thì nó sẽ cho mình hay cái nhà này có phải là Fannie Mae hay không. Cái website đó là 3w.fanniemae.com /lookup, trong trên màn hình sẽ có cái chữ đó, thì quý vị theo cái đó log vô. Nếu mà quý vị cũng vẫn không có thể nào mà kiếm ra cái information đó, thì luôn luôn gọi xem 408-259-6666 xem sẽ tìm hiểu ra quý vị cái nhà cái loan có phải là đang under Fannie Mae hay không. Cái đó hoàn toàn miễn phí, nếu mà mình giúp được quý vị thì đương nhiên là tốt rồi, thì payment sẽ giảm được một số lớn. Nếu mà nhà mà lên giá sụt giá rồi mà vẫn làm được á, cái điểm thứ hai của ưu điểm thứ hai của cái chương trình này là không cần appraisal, tại vì appraisal ra nó cũng giống nhau thôi, tại vì cái appraisal đã ra cái giá trị nó sẽ thấp hơn cái loan của mình, có nghĩa là không làm được rồi. Bây giờ nó không cần appraisal, tại vì Fannie Mae biết là căn nhà trong cái database của họ đã có cái giá trị căn nhà rồi, nếu mà mình phù hợp cái điều kiện họ sẽ thông qua cái loan này. Còn cái thứ hai là không cần mortgage insurance, tại vì một số nhà băng bây giờ mượn tiền nếu mà hơn 80% á thì luôn luôn nó đòi hỏi mortgage insurance đại khái cũng phải 1.2-1.5% một năm, có nghĩa là đại khái nói là sơ sơ cũng phải 100-150 một tháng rồi. Bây giờ không cần cái đó, thành ra cái chương trình này là một cái sure program giúp cho quý vị, cho nên gọi cho xem. Cái này là một cái quay news cho quý vị, mong là giúp được những gia đình trong cái điều kiện mà tại kinh tế ảnh hưởng. Ok, rồi cảm ơn quý vị. Cho hỏi cái này như xem có thể cho quý vị biết là có cần tới cái credit để làm refinance hay là không cần thôi. Cái question này rất là tốt. Cho những cái chương trình bình thường á, credit score là một cái vấn đề mình phải đòi hỏi 620 điểm, hoặc là một số program nó là 660 điểm nữa. Còn cái chương trình này chỉ cho dành cho những gia đình mà mua nhà trước khi một cái tháng 6 hàng này chính á, không có đòi hỏi điểm, dầu cho cái điểm thấp, dầu cho có vấn đề, nhưng mà đương nhiên không được bị foreclose. Cái đó là một điểm quan trọng. Cảm ơn Steve hỏi về cái này. Còn một cái điểm chú ý là sẽ muốn nhắc tới á, là những cái gia đình mà có cái loan này chưa từng bị foreclose hoặc là bankruptcy, thì chính phủ gia đình cái chương trình này sẽ giúp cho những gia đình làm lại được. Còn điểm thì không có hạn chế cho cái chương trình này thôi. So I would like to back to you about the topic of the week that you mentioned. So I wonder if you want me to bring up what kind of income in order to qualify. So would you like to bring up that two property again so I can go through the details with the audience? Sure, Sam. Yeah. The first one that we can talk about is Dale, and that particular property is listed for $239,900. It is a two-bedroom, two-bath in San Jose. And it is 1,050 square feet. So what would it take for someone to qualify for this property in San Jose? Yes, Lenny. Don't forget, if purchase property to Intero with Lenny or Dan, we'll get a trip for to going to Hawaii, Las Vegas, or Cancun. Okay, yeah, that's very wonderful deal. I love to get property from you, Lenny. Okay, but hopefully I can bring the number to the audience whether they can qualify, so they can call you and then in order to earn that trip from you. Well, just to make sure that everyone knows, actually it's not Hawaii, it's Cancun, it's Vegas, and it's a cruise. Okay. So I want to make sure. Okay. Sure. Because I dreamed to go to Hawaii. I know. Yes. Why don't you give me Hawaii? Okay, that's good. That's awesome enough. That could be a race, Hawaii. Yeah. So Las Vegas, Cancun, and or a cruise. Cruise, yes. Going to Bahamas. Or to you have a couple of islands you can choose. Wow, okay, a lot of Caribbean choices. And what? Bahamas. Okay, wonderful, so wonderful. So, okay, xem trở lại cái chi tiết của căn nhà, payment với lại cái income đòi hỏi bao nhiêu tiền để qualify mua được căn nhà 239 ngàn 900.
ở trên Del Drive, San Jose. Ok, cái nhà mà 239.900 bỏ 20% down, với lại so với cái 10% down, trên màn hình sẽ có cái worksheet. Ok, purchase price của 239.900 20% down là 47.980, còn cái 10% down thì 23.990. Long email mượn á là có bộ phận mà 20% down thì 191.920, còn bên 10% thì mượn nhiều hơn chút xíu là 215.910. Còn cái tổng số của tiền mình bỏ vô cộng thêm những cái closing cost, prepay interest, thì đương nhiên mình phải trả prepay interest cho cái đầu tháng để cho mình không có payment trong cái tháng đầu tiên. Tổng số của bên 20% là 51.980, còn cái bên 10% thì 28.303. Thì hai cái số này cũng không phải là một số lớn, nếu mà những gia đình phù hợp mà có cái số tiền này á thì cho lên gọi cho Danny hoặc Dan để tìm hiểu ra căn nhà này sao, rồi thì sẽ kiếm xem để mượn tiền làm loan hoặc là làm cái peer approval. Còn cái tiếp là cái payment của bên 20%, mỗi hàng tháng payment là 902, còn trong đó thì mình sẽ tính ra tax của hàng tháng là 249. Tương nhiên cái này không phải là hàng tháng mình trả, nhưng mà về có thể cũng có thể là trả ở trong hàng tháng, cái được gọi là impound account thì mình bao gồm luôn ở trong đó, thì tính ra nó cũng giống nhau thôi. Còn insurance đại khái là 59 đồng một tháng, ra cái tổng số của 20% thì 1212. Hình như căn nhà này mua rồi còn rẻ hơn trả tiền mướn quý vị đang ở. Nếu mà sở thật như vậy là quý vị sẽ lên chuẩn bị mua nhà rồi. Còn với 10% thì mình không có down payment nhiều, mình cũng không phải là mắc lắm, chỉ là thêm một cái số tiền nhỏ của bên mortgage insurance thôi, là payment là 1046, thuế giống nhau, bảo hiểm cũng giống nhau. Còn mortgage insurance thì 125 đồng, 95 cent thì 126 đồng đi. Tổng số của payment là 1482 một tháng. Vẫn là dịp rẻ tiền cho so với mướn nhà, cũng giống mướn nhà, thành ra cho nên quý vị sẽ nghĩ tới mua cái nhà này. Còn cái income hàng tháng của quý vị để qualify bên 20% sẽ đòi hỏi 2694, còn bên 10% thì cái family income, cái tổng income của gia đình đó là 3293.83. rồi xem muốn trở lại cho Danny về cái nhà thứ hai, the second property that you also mentioned that someone have a bigger family, don't want to buy the small one, this one smaller one, and the other one Công ty Intero Real Estate Services chuyên mua bán nhà bên ô, REO, short sale, giúp quý khách mua bán nhà nhanh chóng, lệ phí nhẹ, làm loan modification miễn phí, bảo vệ quyền lợi tối đa của quý vị thân chủ, mọi thủ tục giản dị, nhanh chóng và hiệu quả, hướng dẫn quý vị mua bán nhà tận tâm với đầy đủ nhà list trên thị trường. Hãy gọi cho Đan Hằng 408-821-1796, 821-1796, bảo đảm quý vị sẽ được hài lòng trong công việc giao phó. Công ty Intero Real Estate. Văn phòng bác sĩ Tuấn Đinh. Văn phòng bác sĩ Tuấn Đinh chuyên trị các chấn thương do tai nạn xe cộ, thể thao, việc làm và các bệnh thoái vị để đẹp cuộc sống như đau thần kinh tọa, đau lưng, đau cổ, tê chân tay. Văn phòng có máy chụp quang tuyến, máy vật lý trị liệu tối tân, đặc biệt máy kéo gân cột sống. Để sống vui khỏe xin gọi cho chúng tôi 408-254-8981, 254-8981. Tham khảo chụp quang tuyến 2 tấm miễn phí cho bệnh nhân mới đang gặp khó khăn và không có bảo hiểm. Văn phòng bác sĩ Tuấn Đinh. Xem muốn trở lại cho Danny về cái nhà thứ hai, the second property that you also mentioned that someone have a bigger family. Don't want to buy the small one. This one smaller one, and the other one, Fleming Avenue. Yes, yeah, Fleming is a bigger property. It is a 3-bedroom, 2-bath property. 4-bedroom, sorry, 2-bath property. It is listed for $335 in San Jose,
and the square footage is almost 1,400 square feet. So it's a, and the lot size is 6,700. So you have a huge lot along with a large square footage living space with a two-car garage. And there's some updating that's been done to the property as well. Okay, before we start, can interrupt a little bit because you had mentioned the, tại vì anh Sam đã nói cái income qualify và cái điểm tín dụng thì phải cần bao nhiêu mới qualify cho cái loan, thì cái này phải mời anh Steve giải thích cho quý vị khán giả. Để làm xong cái worksheet rồi Sam sẽ hỏi Steve về những cái tín dụng của hai căn nhà này. Ok, bây giờ thì đi giới thiệu cái property thứ hai á, là Framing Avenue, là 335.000. Cái nhà này nhà lý tưởng cho gia đình lớn chút xíu, hai vợ chồng, hai ba đứa con, có nghĩa là tổng số là 5 người. Thì họ cũng offer một cái trip đi cruise Las Vegas với lại Cancun, bất cứ cái nào cái choice của quý vị. Nhưng mà mình muốn giới thiệu về cái worksheet của cái nhà này, bao nhiêu tiền income để đủ qualify, với lại bao nhiêu tiền down payment này nọ trong chi tiết. Mời quý vị trên coi trên màn hình những cái chi tiết. Down payment của 20% thì có nghĩa là quý vị cần phải 67.000 down, loan amount thì 268.000, còn bên 10% thì 33.500 down payment, thì loan amount sẽ là 301.500. Closing cost cộng down payment, những cái prepay interest, tất cả tổng số của bên 20% sẽ là 72.272, còn bên 10% là 39.209. Còn payment của cái nhà nhà này á, bên 20% sẽ là 1260, property tax 348, rồi bảo hiểm estimate đại khái là 83 đồng tháng. Tổng số payment của căn nhà này là 1692. Đương nhiên quý vị chỉ cần trả cái payment 1260 mỗi hàng tháng thôi, còn bảo hiểm với thuế thì 1 năm 2 lần, hoặc là bảo hiểm thì 1 năm 1 lần.